Liêm xin kính chào quý khán giả của Nhà Nông đang theo dõi bản tin thời tiết và nông vụ nửa cuối tháng 2 năm 2022. Bà con thân mến, những ngày vừa qua có lẽ là khoảng thời gian cập rập sau dịp Tết Nguyên đán. Nhà nông trồng lúa đang tất bật phun xịt cử cuối và chuẩn bị cho thu hoạch vụ đông xuân. Các vườn cây ăn trái cũng đã bước vào thời kỳ chăm sóc cao điểm. Riêng các rẫy màu, bà con mình cũng đang loay hoay gom tàn, dọn đất chuẩn bị cho trồng mới. Có thể thấy tình hình canh tác đang rất là nhộn nhịp. Trở lại với những thông tin thời tiết từ nay cho đến cuối tháng 2, mặc dù đã bước vào mùa khô nhưng sắp tới sẽ có những khoảng ngày mát mẻ dễ chịu. Những cơn gió xuân đầu hạ kết hợp với mưa rào của tiết vụ thủy sẽ kéo dài từ đây cho đến nửa đầu tháng 3. Có câu mưa tháng 3 hoa đất, đây chính là khoảng thời gian thuận lợi cho cây trồng phát triển, đất đai được phục hồi, chuẩn bị cho vụ mùa kế tiếp với nhiều khó khăn hơn. Một lưu ý từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mặc dù có mưa rào nhẹ nhưng chỉ xuất hiện cục bộ nên nhiều khu vực vẫn chịu ảnh hưởng của kiểu thời tiết mùa khô. Có thời điểm nhiệt độ lên đến 35 độ C, trời nắng nóng gay gắt, do đó bà con mình cần lưu ý khi tham gia các hoạt động ngoài trời cũng như là chủ động các biện pháp chống sốc nhiệt cho cây trồng nhé. Một vấn đề được bà con đang rất quan tâm hiện nay đó chính là tình hình xâm nhập mặn tại các khu vực ven biển. Tu Liêm xin được thông tin về phạm vi xâm nhập mặn của các khu vực quan trọng như sau. Tại sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, phạm vi từ 45 đến 65 km, sông Cửa Đại, Cửa Tiểu từ 25 đến 35 km, sông Hàm Luông, sông Cỏ Chiên từ 35 đến 40 km, sông Hậu, sông Cái Lớn từ 35 đến 40 km. Như vậy là độ mặn đã có xu hướng lấn sâu vào trong đất liền, nên bà con mình cần hết sức lưu ý, đặc biệt là các vườn cây ăn trái đang trong giai đoạn cực trọng như là mang hoa, nuôi trái, nên bà con mình cần lưu ý kiểm tra độ mặn của nước trước khi tưới, đồng thời có kế hoạch tích trữ nước ngọt duy trì cho vườn cây nhà mình nhé. Về tình hình thủy văn được ghi nhận ở mức ổn định và lên xuống theo chiều, và đó cũng là những thông tin tổng quát về tình hình thời tiết nửa cuối tháng 2. Tiếp nối chương trình là bản tin thời tiết nông vụ, kính mời quý khán giả Quý Nhà Nông tiếp tục theo dõi nhé. Hiện nay, lúa đông xuân chính vụ cũng gần về những ngày cuối, còn khoảng một tuần nữa là sẽ bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Tu Liêm xin chúc cho quý nhà nông mình có những khoản năng suất tốt đẹp nhé. Trở lại với phần diện tích lúa đang giai đoạn đồng trổ hiện nay, đã xuất hiện nhiều đối tượng dịch hại quan trọng. Điển hình ở khu vực huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, lúa làm đồng bị muỗi hành tấn công nặng, bà con hay cười khổ rằng mặt ruộng như bị cấm nhang. Nhiều nhà nông có tâm lý là còn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, nhưng qua công tác đánh giá thực tế cho thấy, nhiều ruộng có sức khỏe tốt, có khả năng cải thiện bằng giải pháp thuyết đâm nhánh. Bà con mình hãy đầu tư thêm vài lần dinh dưỡng để hỗ trợ cho ruộng lúa nhé. Với những kết quả thành công trước đó thì Tú Liêm xin chúc cho các ruộng lúa nhiễm muỗi hành ở An Giang sẽ cải thiện được nhiều năng suất. Những cơn mưa rào xen kẽ với nắng gắt làm ẩm độ tăng cao đột ngột đã kéo theo nấm bệnh và vi khuẩn nhóm lên các ruộng từ chỗ đều đến cuối bông. Bệnh do nấm phổ biến nhất là đối tượng vàng lá chín sớm. Điểm bệnh phát triển kéo vệt làm lá vàng vụt, mất khả năng quang hợp nên bông lúa vào gạo kém, chất lượng hạt cũng không được no đầy. Bà con nhớ đưa nano kẽm 700 vào những lần phun cuối để hỗ trợ quản lý đối tượng này nhé. Bệnh do vi khuẩn ghi nhận có bệnh lép vàng xuất hiện thành chồm làm cả bông lúa bị đơ, không có hạt để thu hoạch. Mặc dù xuất hiện muộn nhưng mà vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất hạt, nên trong quy trình quản lý bệnh, cần thiết bà con phải kết hợp phun thuốc trị vi khuẩn để bảo vệ tối đa năng suất cuối vụ nhé. Những chân ruộng đang gieo xạ hè thu sớm ở cạnh Tháp 10, Đồng Tháp, Tân Thạnh, Long An, bà con cần hết sức lưu ý về vấn đề chuẩn bị đất. Theo những nhận định của giáo sư Nguyễn Bảo Vệ, thì tình trạng ngộ độc phèn kết hợp với ngộ độc hữu cơ chắc chắn sẽ phát sinh. Trong khâu làm đất thì bà con cần chú ý là xới sáo, đánh đường nước thật kỹ, kết hợp với bón vôi để khử chua. Trong khâu gieo xạ đang nắng nóng thì có thể tiến hành xả nước để giúp hạt lúa nảy mầm tốt hơn. Bên cạnh đó thì thường xuyên bổ sung chất điều hòa sinh trưởng Prasinolite để tăng sức chống chịu cho cây lúa non trước khoảng nhiệt độ bất lợi của thời tiết. Sức khỏe của mạ non chính là những bước khởi đầu cho tiềm năng năng suất. Ngoài ngộ độc hữu cơ và sốc nhiệt thì trong giai đoạn này cần lưu ý thêm đối tượng bỏ trĩ. Khi phát hiện cần phun xịt vào lúc ấu trùng màu trắng sữa, đồng thời kết hợp với Supercat để phục hồi nhé. Các vườn sầu riêng hiện tại đa số đang bước vào giai đoạn sổ nhị. Giai đoạn này cần cảnh giác với các loài côn trùng, đặc biệt là rầy xanh. Chúng chích hút làm cây mất sức, khả năng đậu trái bị giảm sút. Đây là một đối tượng xuất hiện xuyên suốt trên các vườn sầu riêng. Đặc biệt là giai đoạn nắng nóng này, chúng nhân mặt số lên rất nhanh và gây vàng vọt các lá non. Để quản lý đối tượng này, bà con có thể tham khảo qua giải pháp Medino với 3 cơ chế: ung trứng, ngừng ăn, ngừng sinh sản và kết hợp với thấm sâu 30 giây để quản lý triệt để đối tượng này. Đối với các vườn đang trong giai đoạn mang trái non, giai đoạn nắng nóng như hiện nay rất dễ khiến cây bị sốc nhiệt, gây ra hiện tượng rụng trái. Do đó, ngoài tinh chất bo, thì bà con nên kết hợp thêm Supercat để chống sốc cho cây, giữ được càng nhiều trái non càng tốt. Từ đó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi tỉa trái, cho những trái sầu riêng chất lượng hơn. Cần lưu ý là bệnh nứt thân xì mũ cũng đã biểu hiện trên nhiều vườn cây và trên nhiều tuổi cây khác nhau.
Bên cạnh đó thì một đối tượng chắc chắn sẽ phát sinh trong mùa khô, đó chính là tuyến trùng hại rẫy. Qua đó thì trong thao tác bổ sung dinh dưỡng, bà con cần thiết sử dụng các dạng hữu cơ để tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, ức chế tuyến trùng nhân mật số. Thưa bà con, xu hướng canh tác cây ăn trái hiện nay của các nhà vườn tiên tiến là thường lựa chọn những dòng chế phẩm cao cấp mang công dụng tích hợp. Nhân dịp này thì Tú Liêm xin giới thiệu đến quý nhà vườn hai chế phẩm công nghệ cao đến từ châu Âu. Đầu tiên là chế phẩm Unicaca với thành phần canxi dạng hữu cơ kết hợp với enzyme Trichoderma. Đây sẽ là người bạn đồng hành cùng nhà vườn để chăm sóc vườn cây trong giai đoạn ra hoa, đậu trái, đồng thời là thêm công dụng kích kháng nấm khuẩn gây hại. Thêm một dòng dinh dưỡng mới với thành phần là 100% dạng hữu cơ thực vật, chế phẩm Ovarin được ứng dụng vào canh tác như một dạng dinh dưỡng cho đất, dưỡng chất cho cây trồng. Những thông tin cụ thể về hai chế phẩm này sẽ được ban biên tập chuyển đến quý nhà nông trong các số tiếp theo nhé. Chuyển qua các thông tin về canh tác rau màu sau dịp Tết, tuy bớt nhộn nhịp nhưng giá cả vẫn còn rất khả quan, một số vườn cây vẫn còn tiếp tục cho thu hoạch. Quý bà con cần lưu ý hai đối tượng đó là bọ trĩ và rầy phấn, chúng luôn trực chờ để chích hút cây ớt non của bà con, khiến cho cây còi cọc và rụng lá. Bà con thân mến, như đã nói ở phần đầu chương trình, tiết vũ thủy có nắng, có mưa, thích hợp cho các loài sinh vật sinh sôi và nảy nở. Đây là thời điểm thích hợp cho việc trồng mới các loại rau màu. Do đó, bà con hãy tranh thủ khoảng thời gian này để tiến hành gieo trồng nhé. Lưu ý trong khâu làm đất, dọn tàn thì bà con cần thiết xử lý đất bằng cách bơm ngập và ngâm lâu. Nếu không có điều kiện thực hiện thao tác này thì bà con cũng nên dùng các chế phẩm trừ nấm phổ rộng để pha loãng và tưới trên mặt liếp trước khi trồng để hạn chế các loại bệnh hại phát sinh ở giai đoạn cây con nhé. Tàn dư vụ trước cần được xử lý thật tốt để ngăn chặn nguồn bệnh qua vụ sau. Tú Liêm xin chúc nhà vườn trồng rau màu có những khoảng thời gian canh tác thuận lợi nhé. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. Những câu thơ này không dành cho ai khác mà dành cho những người làm nông nghiệp như chúng ta. Tháng hai là tháng bắt đầu của sự gieo cấy, bắt đầu cho sự lao động cực nhọc, một nắng hai sương. Nhưng đối với những người làm nông thì đó chính là niềm vui, niềm tự hào phải không ạ? Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời tiết và nông vụ nửa cuối tháng 2 năm 2022. Hy vọng những lưu ý của chương trình sẽ giúp cho bà con có sự chuẩn bị để phòng tránh các sâu bệnh hại trong giai đoạn thời tiết sắp tới. Cuối lời, Tú Liêm xin chúc quý nhà nông, quý khán giả thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.